Thưa quý vị và các bạn, tối ngày mùng 2 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai, chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ngành liên quan triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống dịch sau khi ghi nhận thêm 31 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Theo ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, đến 18 giờ ngày mùng 2 tháng 8, tỉnh Gia Lai ghi nhận thêm 31 ca mắc COVID-19 tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh, trong đó khu cách ly tại trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh ghi nhận nhiều nhất với 23 ca. Các ca mới ghi nhận đều là người dân từ vùng dịch về và đã được cách ly tập trung ngay. Như vậy, tính từ ngày 26 tháng 4 năm 2021 đến 18 giờ ngày mùng 2 tháng 8, Gia Lai ghi nhận 103 ca mắc COVID-19, trong đó có 7 ca đã khỏi bệnh xuất viện, còn lại 96 bệnh nhân được chuyển về cách ly, điều trị tại Bệnh viện Giã Chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 tỉnh. Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành tập trung thảo luận các giải pháp cấp bách triển khai công tác phòng chống dịch. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhận định, số ca vừa mới ghi nhận đều là những trường hợp từ vùng dịch trở về địa bàn tỉnh Gia Lai trong ngày mùng 1 tháng 8, được lấy mẫu ngay trong ngày mùng 2 tháng 8 và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Vì vậy, có thể chưa xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Tuy nhiên, có khả năng cao là sẽ lây nhiễm theo đoàn và lây nhiễm tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 khu vực cầu 110, huyện Chư Pứ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Chư Pu thực hiện khoanh vùng tạm thời khu vực từ trạm thu phí Bót Đức Long Gia Lai đến cầu 110, xã Yê Le. Đồng thời, yêu cầu người dân khu vực này ai ở đâu ở đấy để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 và thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ khu vực tại cầu 110. Ngoài ra, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ lực lượng tham gia tại chốt phòng chống dịch và những người thường xuyên tới chốt kiểm soát phòng chống COVID-19 khu vực cầu 110 tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại khu vực xung quanh chốt. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị toàn bộ lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt không về nhà, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cử ngay đội phản ứng nhanh xuống khảo sát nhanh trong ngày 3 tháng 8 tại khu vực cầu 110. Điều tra dịch tễ 31 ca dương tính và toàn bộ những trường hợp liên quan đến các ca bệnh trên, đánh giá phân tích kỹ dịch tễ để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Đối với trường phổ thông dân tộc nội chú tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu tạm dừng tiếp nhận cách ly tiến hành xét nghiệm cho toàn bộ lực lượng tham gia phục vụ tại khu cách ly này. Giao cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Pleiku đánh giá toàn bộ tình hình dịch bệnh tại trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh. Lực lượng chức năng tiếp tục giả soát các đối tượng về địa bàn tỉnh trong vòng 3 ngày gần đây, tạm thời sẽ giữ lại tiếp tục cách ly để theo dõi thêm. Sở Y tế tổ chức kiểm tra việc xử lý rác thải sinh hoạt tại các khu cách ly tập trung, các khách sạn cách ly tập trung có thu phí. Ngành y tế tính toán các phương án kích hoạt bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 đảm bảo nguyên tắc an toàn phòng chống lây nhiễm chéo, đồng thời khảo sát tìm khu vực để làm bệnh viện giã chiến dành cho bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng trung bình.